Wow, trời ơi, hai người ơi, hai người có thấy phim này hay không vậy? Đúng là bộ phim tuổi thơ luôn đó các bạn ơi. Đây chính là bộ phim Thomas and Friends. Bạn nào biết comment bên dưới và đăng ký cho mình nha các bạn ơi. Đúng trời rồi, đúng rồi. Ơi, hai người ơi, hôm nay hay là tụi mình thử đi đến cái nhà ga của Thomas thử xem coi ở chỗ đó có gì vui không đi hai người. Được, được, đi thôi, đi thôi. Được chứ, trời, tôi nghĩ là chắc chắn được rồi. Đi thôi. Ủa nhưng mà hai người ơi, bây giờ làm sao để đi đến chỗ đó bây giờ? Ủa, cái tiếng tàu hỏa đâu ra vậy? Ê, tự nhiên đâu ra xuất hiện cái tàu hỏa gì kìa, đúng không hai người? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái tàu hỏa, nhìn kìa các bạn ơi, ở đâu ra một cái tàu hỏa? Ôi trời ơi, có quá trời người đứng xếp hàng luôn kìa. Ủa mà cái tàu hỏa này ở làng sinh tố của mình hồi nào vậy? Không biết nữa. Ủa nhưng mà, ủa mấy anh chị ơi, làm gì mà ở đây có chuyện gì mà đông quá vậy? Ủa bộ em không biết hả? Trời ơi, cái tàu hỏa này nó bữa giờ nó đã gọi là được khai trương ở đây khá là đông rồi, mà với lại giá cực kỳ rẻ luôn. Cái gì, thật như vậy sao? Ê, hình như là nó có khói để nó gọi là chuẩn bị đi rồi kìa. Rồi sao vậy? Ủa tụi mình đi tàu lửa của Thomas mà, đợt cái này đi đợt sau đi. Ừ thôi cũng hợp lý đó, thôi cho mấy người này đi trước đi. Hoài cuối cùng thì bọn họ cũng đi rồi, nhưng mà công nhận nha mọi người, gọi là cái tàu lửa trong làng sinh tố mình mới phát mở, mới mở mà đông người đi vậy. Làng sinh tố của mình sau này sẽ cực kỳ phát triển luôn các bạn nè. Ờ thì đúng được vậy nè bây, sao nãy giờ lạc rồi. Đường này đúng rồi, chắc chắn 100%. Vậy ủa cái gì kia vậy? Ủa ê, cái đó không phải là cái trạm dừng chân gì đâu, không phải cái trạm dừng chân gì đâu. Rồi. Ủa cái này là ơi, hình như là có một vụ tai nạn đúng không? Hình như vậy. Ôi những cái người đang đi trên tàu, ơi mà con tàu này nhìn quen lắm, giống cái con tàu hồi nãy mà nó đậu ở làng sinh tố mình vậy, đúng không mọi người? Thì nói đúng rồi. Ôi ơi trời ơi, các bạn nhìn kìa. Ủa đúng rồi, đầu tàu đâu? Gì kỳ vậy? Tàu phía trước rồi. Ôi mọi người ơi, ôi hình như những người ở đây đều đã bị bất tỉnh hay sao rồi. Anh ơi, anh có sao vậy? Chị ơi. Ôi các bạn ơi, tự nhiên có chuyện gì mà ở đây một cái vụ tai nạn tàu hỏa vậy các bạn ơi? Hay là bây giờ mình đi giúp bọn họ đi. Cái đường ray nó còn dẫn đi tiếp nè. Đi lẹ lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Ôi mọi người ơi, cái đường này nó vẫn còn đi dài tiếp theo nữa kìa. Ôi đi đâu vậy? Ôi cái chỗ này, ôi nó đi đâu nè? Ủa cái đầu tàu, ủa. Ôi mọi người ơi, hình như là nó lao đầu vào cái hố đen đó rồi. Bây giờ tụi mình có nên đi vào đó không vậy? Ê không được. Chỗ đó nguy hiểm lắm. Chui vô là mình bị giờ luôn á. Ôi đúng rồi, tụi mình ba người mà sợ cái gì? Chắc không vậy? Chắc mà, thôi được rồi. Đây 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 đi. Ui, ủa nơi này là đâu vậy? Hình như cái chỗ này à, nhà ga bị bỏ hoang phải không? Ủa sao tự nhiên mình đi vô cái hang mà mình đi qua chỗ nào vậy các bạn ơi? Nhìn nơi này lạ quá vậy. Ủa rồi ở đây rồi, mọi người kia đâu? Sao không thấy gì chơi mà nhìn nơi này đáng sợ quá à? Ở đây có cái đường gì nữa nè hả chị ơi? Hả chị ơi, qua đây. Ủa sao tự nhiên tôi thấy ở đây có cái đường gì ngộ lắm nè. Cái này là một cái đường ray nè, vậy là chắc chắn là xe lửa có thể đi vô đây được. Đi nhưng mà xe lửa này to lắm, sao giờ trong đây nhỏ xíu không vậy? Không biết nữa. Không phải đâu, đi thử coi. Ủa cái đường này dài quá vậy? Ủa nhưng mà không biết là mình có gặp cái gì nữa không vậy? Sao nơi này tối thui vậy trời? Không đâu. Ơi, có căn phòng gì mà mọi người ơi, chạy vô. Đây. Bay quá đi. Cái gì vậy? Dài ghê quá. Cái gì vậy các bạn ơi? Trời đất ơi, con chua Charlotte là cái gì vậy các bạn ơi? Nhìn mặt nó kìa, răng nó dài hơn là dài. Ủa, trời ơi ghê quá đi à. Đi lẹ. Ủa nơi này là thư viện sao? Ủa sao vậy? Ôi cái gì mà béo bé không vậy? Ôi cái con tàu hồi sáng nè đúng không? Ôi đúng không, cái đầu tàu hồi sáng nè. Nabi ơi, hai chi kìa. Ôi sao hai chi bị bắt ở đây vậy? Ôi hai chi ơi, không có sao vậy? Ôi hai chi ơi, ôi bị gì vậy? Hai chi ơi, hai chi ơi. Ôi hai chi ơi, ổn không vậy? Hai chi tàu điên ơi, kiểm sao lưng không kìa. Nhìn cái gì? Cái gì vậy? Cái bẫy ơi, cái này là cái con hồi sáng mà. Đi vô cùng với mình luôn rồi kìa các bạn ơi. Cái con này là cái con hồi nãy mình gặp mà. Cái gì vậy? Cái này là một cái con tàu hỏa quái vật sao? Đây là cái con quái vật. Đi lẹ. Đi lẹ lên các bạn ơi. Lẹ lên. Nó đi theo mình ra nữa kìa. Cứu tôi vậy. Ôi, nó bị.
Ôi, coi trời ơi, cái con đó là con gì vậy Nabi? Con mía. Ôi, con đó là một con tàu ma sao? Ôi, nhưng mà hình như tên của nó chính là Chua Chua Chalet đúng không? Hình như là vậy á, cái con đó là nãy mình thấy trên tấm hình á. Tấm hình sao? Trời ơi, các bạn ơi, trời ơi, thì ra là cái con tàu mà đã bắt mọi người và làm cái vụ tai nạn mà mình gặp buổi sáng đó chính là cái con tàu này, không phải là tai nạn đâu mà chính nó là bắt mọi người đó các bạn ơi. Bây giờ hai chị sao rồi? Ê, Nabi làm gì vậy? Ủa Nabi ơi, bà đi vô đó làm gì vậy? Ôi, Nabi ơi, ôi, bị cái gì vậy? Ôi, Nabi, cái này là cái gì vậy? Ôi, bà có sao vậy? Bây giờ tôi sẽ cứu bà ra nè bà. Ôi, cái gì? Ôi, Nabi ơi, ôi, Nabi giúp mình với trời ơi. Ôi, ủa, Nabi, các bạn ơi, Nabi đã bị tấn công, giúp mình tấn công rồi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây các bạn ơi? Mình phải biết cách nào đây. Ôi, ở đây có đường gì nè. Ôi, chết rồi, cái người bạn của tôi ơi. Hình như là mấy cái này là những cái bẫy nè. Mình mà đi vô là mình bị zombie tấn công. Trời ơi, đây là cái nhà ga kinh dị đó các bạn ơi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ôi, mình thấy có cái gì trong đây nè. Ôi, được coi. Ôi, một cái gậy sao? Ôi, không biết cây gậy này có thể. Ê, một cái rương đó nè. Ôi, một cục đá luôn nè. Ai không biết bây giờ mình phải làm cách nào đó các bạn ơi. Trời ơi, tìm cái gì nữa đây? Ôi, còn một cái rương này. Ê, các bạn ơi, mình đã có được một, gọi là ba cục đá và một hai cây gậy nè. Ê, mình có thể chế tạo được một cái cúp đó mà không. Ôi, trời ơi, chết rồi. Bây giờ đi đường ra ngoài đó là khác nào như là mình tự nằm mạng các bạn ơi. Zombie bên đó nhiều quá đi à. Trời đất ơi. Ôi, đau quá. Cung. Ê, bọn nó đau quá vậy, chết rồi các bạn ơi, những con zombie nó đang ngược mình kìa. Ôi, nguy hiểm quá. Ôi, ở đây có một cái hang gì kìa, nhưng mà mình không thể nào mình làm cái gì được. À, có cái bạn kia đảo kìa, làm lẹ. Lấy được cái cúp rồi. Ôi, nhanh lên, mình đảo cái này kìa. Ây, nhanh, xong rồi, chạy xuống nè. Ui à, trời ơi, ủa cái chỗ đó cho mình gớt xuống chỗ nào ở đây? Ủa, lại là một cái đường hang nào đó sao các bạn? Nhìn cái nhà ga này nó kinh dị quá đi à. Ui trời ơi các bạn ơi, bên dưới này là toàn là một đống zombie không kìa. Ôi ơi, từ từ bây giờ mình phải né khỏi nơi này các bạn ơi. Bây giờ mà té xuống dưới là coi như là mình gọi là kết thúc cuộc đời luôn ấy. Hình như là đường này là đường có thể mình chạy ra bên ngoài là đúng không? Thôi được rồi, bây giờ mình chết rồi các bạn. Trời ơi các bạn ơi, đó là trở lại nữa rồi. Ôi, chết rồi, còn có một báo nữa. Có súng kìa. Ê, được rồi, cơ hội đây rồi. Ôi, nó né sao? Nó không bị ảnh hưởng bởi súng của mình. Ôi, nope. Mày nè con. Ôi, bên dưới có một cái đường hầm. Chết rồi, hết đạn rồi. Trời đất ơi. Bây giờ mình đang đi vào cái đường cống. Sao trời ơi, hèn gì mình thấy nó hôi quá đi các bạn ơi. Lẹ lên. Mình hy vọng là mình sẽ tìm cái đường ra các bạn à. Được rồi, leo lên nè. Trời ơi, may quá mình đã thoát được nó rồi các bạn. Trời ơi, không có thoát đâu mọi người ơi. Nó đang đứng ở trên đầu của mình kìa. Chết rồi, đây là một cái hang, một cái hố đen nữa sao? Trước mặt mình là cái con quỷ đó, mà bây giờ là bên tay phải mình là cái hang. Nếu mà mình không liều thì con quỷ này nó sẽ ăn thịt mình. À, ui cha. Ui, các bạn ơi, hình như cái chỗ đó là một cái hố để mình nhảy xuống. Ui, đây là đâu vậy? Đây là một cái đường ray khác nữa sao? Sao nhiều đường ray quá vậy? Ui, mình thấy có cái gì kìa? Mấy cái chỗ đó là mấy cái ghế ngồi đóng cách sao? Ui, hình như là... Ui, các bạn ơi, bây giờ mình đã đi ra được khỏi cái chỗ là cái hang của nó rồi. Bây giờ mình đang gọi là đứng ở gần cái trạm dừng chân chỗ nào nè các bạn. Nhưng mà bây giờ trước mặt của mình đối diện với mình đang là một cái chỗ cực kỳ gọi là ghê gớm và tơ nhện này kia, kinh dị lắm kìa. Chết rồi các bạn ơi, bây giờ nó đã đến nữa rồi. Sao cái con nó lì quá vậy trời? Ôi, bên ngoài là một cái nhà ga thật sự luôn nè, có ai không cứu tôi với? Chết rồi, không được rồi, nó đến nữa rồi, mới chạy thẳng vô trong thôi. Ê, trời ơi, có ai không giúp cho tôi với? Ôi, có bẫy nữa sao? Sao nhiều cái thử thách rồi? Nó đến rồi, chết rồi các bạn ơi. Cái này là lava mà làm sao mình có thể nhảy được? Được rồi, chạy lên nè. Ê, cha, đu lên rồi. Mình đi lên trên nóc nhà luôn nè. Ê, cha, yeah, leo bẫy bên kia. Ôi, nó đi qua được các bạn ơi. Nó ngược mình kìa. Lẹ lên các bạn ơi, mình sắp thoát rồi. Bây giờ cái tên nó tú làm sao luôn rồi. Mình chỉ cần đi. Ê, thấy được rồi, cái nơi này là cái nơi sẵn đón người nè. Giờ chỉ cần chạy lên thôi là mình thấy được rồi. Nhanh lên. Ôi, nó đang đến kìa. Nhanh lên. Ôi, có cầu thang nè. Trời ơi, chết rồi các bạn ơi, ai khóa cửa rồi? Có ai không, mở cửa cho tôi ơi. Có ai không? Trời ơi, có ai không cứu tôi ơi. Nhanh lên. Chú bảo vệ ơi, giúp cho con với. Ủa,
chỗ này là nó đã bỏ hoang lâu lắm rồi mà sao nhóc bị nhốt trong đây vậy? Trời ơi, không có gì vậy đâu chú ơi, đập cửa đi cho con đi. Chu chu cha lén, đầu tạo ma quái kìa. Có chuyện gì? Chết rồi. Nó nè, chú ơi, cứu con chú ơi. Nhanh lên chú ơi. Để tôi lấy cái cúp. Cái chó nó bị nhốt rồi mà sao bây giờ nó vẫn còn vậy? Thôi đóng lại đi chú ơi, đóng lại đi chú ơi. Chú ơi.